Xin chào các bạn, mình đang có mặt tại Long Beach Bãi Dài, Vinpearl Bãi Dài. Và chiều mùng 1 Tết, mình đang đi biểu diễn tòa hè ở đây. Đây là khu trang trí để cho du khách chụp hình. Và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị lắng nghe ca khúc Điệp Khúc Mùa Xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Dũng, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng, giai điệu anh trình bày.